quay trở lại với chương trình của công ty Thế giới máy. Và ngày hôm nay Ngọc Lan đã có mặt tại showroom của Thế giới máy để giới thiệu cho bà con đó chính là các dòng đồ xịt khác nhau của các thương hiệu khác nhau hiện đang có mặt tại showroom. Và tiêu biểu trong video này, Ngọc Lan xin giới thiệu chi tiết hơn về con máy Oshima OS-22AG cho bà con cũng biết. Quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Ngọc Lan nhé. Và đây chính là con máy Oshima OS-22AG mà Ngọc Lan vừa mới nhắc tới. Với con máy này thì thương hiệu Oshima đem tới cho bà con đó chính là một màu xanh khá là bắt mắt hài hòa, rất là dễ chịu mắt người dùng. Trên máy được trang bị thêm một bu ly 3 cánh. Bà con có thể kết nối với dây Cura để kết nối trực tiếp với động cơ. Thêm vào đó, đầu của máy được đặt trên một chân kê bằng sắt chữ V khá là chắc chắn. Như bà con quan sát thấy là chân kê này được sơn bằng một lớp sơn ở phía ngoài, tránh oxy hóa trong quá trình bà con hoạt động. Với con máy Oshima OS-22AG này, công suất là 1 HP, lưu lượng nước là từ 13 đến 22 lít trên phút, áp lực nước là từ 20 đến 40 kg trên cm khối. Quý vị và các bạn có thể thấy là đầu của máy được thiết kế bằng đồng khá là chắc chắn. Trên đầu của máy còn được trang bị thêm đó là một nút chỉnh áp lực và hai khóa van bi. Khóa van bi này bà con có thể tận dụng sử dụng một người hay hai người đều được. Kèm theo đó, các đầu của máy được tiện ren khá là chắc chắn, thuận tiện cho bà con trong quá trình bà con lắp đặt. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ có một đồng hồ đo điện áp giúp bà con có thể dễ dàng quan sát hơn trong lúc nước hoạt động. Máy được trang bị đó là 3 piston, bên trên piston sẽ có một lớp trắng bụi giúp cho bà con thuận tiện bảo vệ piston. Kèm theo đó, trên piston sẽ có 3 phốt giúp cho piston hoạt động một cách bền bỉ hơn. Bên trên đó sẽ có 3 nút tra mở vò. Bà con hãy để ý rằng khi mở vò của bà con gần hết rồi, bà con hãy tra vào để cho piston hoạt động bền bỉ hơn cũng như tránh hư hao nhé. Trên thân máy được trang bị thêm bao gồm đó chính là một nút tra nhớt. Bà con sẽ sử dụng tầm khoảng 3 tháng, bà con nên tra nhớt một lần. Khi tra nhớt, bà con cần phải quan sát mắt nhớt. Chúng ta chỉ nên tra nhớt tầm khoảng 1/2 mắt nhớt là có thể sử dụng được rồi, không nên đổ quá đầy, tránh cho tình trạng nhớt sẽ bị trào ra ngoài, hay thậm chí là sẽ có tình trạng là máy sẽ ngưng hoạt động. Phụ kiện đi kèm theo máy bao gồm đó chính là một dây hồi và một dây cấp nước. Dây hồi và dây cấp nước đều làm bằng dây gân trong suốt khá là chắc chắn. Bà con có thể quan sát được mực nước đã đi đến đâu được trong dây rồi. Đồng thời trong quá trình bà con sử dụng sẽ tránh được tình trạng dây bị gấp khúc gây hư hại máy. Bên cạnh đó, các đầu dây được làm bằng đồng, tránh oxy hóa trong quá trình máy hoạt động cũng như bà con sử dụng. Một đầu dây của dây cấp nước được kết nối trực tiếp với lại lọc rác. Một số lưu ý khi bà con sử dụng máy. Bà con cần phải đặt máy ở trên một bề mặt bằng phẳng giúp cho máy hoạt động hết công suất của mình, đồng thời đảm bảo độ bền của máy. Bên cạnh đó, trước khi sử dụng, bà con cần kiểm tra nguồn điện và các mấu nối xem đã chắc chắn hay chưa, đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình trong quá trình sử dụng nhé. Máy của bên công ty Thế giới máy đều được bảo hành 12 tháng. Quý vị và các bạn nếu như muốn sở hữu ngay con máy Oshima OS-22AG này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên góc trái màn hình hoặc website của chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.